Xin chào mọi người. Tả cha họ. Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục học bài 16, tương ứng với phần tiếp theo của bài 6 quyển 1. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại một cách nói khác của từ học, âm hán Việt là học tập. Xuế xí Xuyế. 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 Xí Xí 学习。学习。好的学,学,学习。学习。汉语学习。汉语好的学习。学习。英语学习。英语 Học tập cái gì？学习什么？学习什么？Bạn học cái gì？你学习什么？你学什么？Mình học tiếng Trung。我学习汉语。 我学汉语。还念来，你学 c á 你学什么？你学习什么？我学汉语。我学习汉语。 Hãy thử hỏi tiếng Trung khó không? Hán ngữ nán mà, Hán ngữ nán mà. Bây giờ là từ chữ Hán, âm Hán việt là Hán tự, Hán tự, Hàn. Hàn. tự, tự khan dự chữ hán rất khó khan dự khẩn chữ hán không khó lắm nguyên văn là chữ hán không quá khó 汉字不太难。 khản dự bú thải nán Chữ hán không khó khản dự bù nán khản dự bù nán bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói phát âm pha in pha pha in in pha in pha in phát âm rất khó pha in khẩn nán pha in khẩn nán phát âm không khó lắm pha in bú thải nán pha yin thải nán. Phát âm không khó. pha yin bù nán. pha yin bù nán. Bây giờ hãy nhắc lại. Bạn học cái gì? Bạn học cái á? 我好连中。我学汉语。我学习汉语。林中难哼汉语难吗？汉语难吗？中文很难。汉字很难。 khàn dừa khẩn nán phát âm không khó lắm pha in bú thải nán pha in bú thải nán bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung xin chào nói thông thường ní hỏ đi bưu điện gửi thư. Chuyểu chủ yếu chú ý chỉ xỉn. Mai gặp lại. Mình thiên triển. Mình về trường. Vô khuế chế xạo. Xin lỗi. Tôi bụi chỉ mời uống trà. Chính khơ trà. Đừng khách sáo. Bố cửa chỉ. Công việc bận không? Cung rùa máng mà. Xin hỏi quý tính của bạn. 请问你贵姓京东张东 d e l i i e 叫什么名字好听姓张 m i k e m i người nước nào? là của người bạn thì sao? nỉ ná. người Trung Quốc Trung Quốc gia? người Mỹ Mỹ của người học cái gì 学习什么？发音、发音、中文、汉字。